tuy rằng là huấn luyện đại học Hà Nội Hà Nội sau khi cầu thủ mặc áo số 9 nước này chưa cầm thật được cầu thủ An Thông được quả đưa bóng lên. Duy Khánh. Đây này nhanh lên, đỉnh vẻ vào này chẳng ngẩng mặt đấy. Quen lối với nhau thế nào anh nhỉ? Dưới mà nếu cầm được bóng, giữa nó không ngon, không cầm được bóng bắt buộc trên có thằng ngon này chơi chơi kiểu mẹ hai chạm thôi. Nếu mà ông Phương Tây Sơn Giao nhỉ, thằng kia thôi.